Xin chào các bạn, trong video clip này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức để setup một chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là số người tiếp cận. Thì với cái mục tiêu này thì Facebook nó sẽ hiển thị đến cái bài quảng cáo của chúng ta đến cho nhiều người nhất có thể theo những cái target, theo những cái mà chúng ta đã lựa chọn. Thì đầu tiên các bạn mở cái trình quản lý quảng cáo ra và tạo chiến dịch quảng cáo. Thì đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ lựa chọn cái mục tiêu của chiến dịch. Thì các bạn thấy là trong đây có rất nhiều cái mục tiêu của chiến dịch, ví dụ mục tiêu tin nhắn, mục tiêu tương tác, mục tiêu xem video clip. Thì tất cả những mục tiêu về tương tác, xem video clip và tin nhắn thì tôi đã có video hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể, thì các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả, hoặc là các bạn đăng ký kênh video clip kênh YouTube của tôi thì các bạn sẽ xem được tất cả những cái hướng dẫn về tạo chiến dịch tương tác, tin nhắn và xem video clip. Thì trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức setup một cái chiến dịch với mục tiêu là số người tiếp cận. Thì với cái mục tiêu này thì Facebook nó sẽ phân bổ cho nó sẽ đẩy cái bài quảng cáo chúng ta đến cho nhiều người nhất có thể, và chạy quảng cáo với mục tiêu là số người tiếp cận. Thì các bạn sẽ thấy là cùng với một lượng tiền nhất định nhưng mà cái lượt hiển thị của chúng ta nó sẽ là rất là nhiều, và nó sẽ đem lại cái lượng hiển thị đến nhiều người nhất có thể, và chi phí để hiển thị nó thì sẽ là rẻ nhất trong tất cả các loại mục tiêu chiến dịch. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái số người tiếp cận này. Đấy, ok, sau đó thì đến việc các bạn đặt tên, thì tôi sẽ đặt tên như sau, ví dụ 10 tháng 4, ví dụ tôi đang tôi mong muốn là đang chạy cái chiến dịch quảng cáo về khóa học nhập hàng Trung Quốc của tôi trong vào cuối tuần này, thì tôi có thể đặt tên là nhập hàng K4 Hải Phòng tiếp cận. Đấy là cái mục tiêu của tôi. Sau đó thì tôi ấn tiếp tục. Thì khi ấn tiếp tục thì bắt buộc là bây giờ chúng ta sẽ phải sang cái phần nhóm quảng cáo đây, và các bạn phải chọn cái Facebook của mình. Thì tôi sẽ chọn Facebook Nguyễn Chí Long. Đây, tôi sẽ chọn cái Facebook này, cái trang fanpage của tôi đây. Và bây giờ tôi sẽ chọn đối tượng. Thì đầu tiên là vị trí, thì tôi vẫn để mọi người ở vị trí này. Tôi sẽ chọn ở Hải Phòng. Hải Phòng. Đấy, tôi sẽ chọn ở Hải Phòng. Hải Phòng thành phố, và tôi sẽ chọn Hải Phòng thành phố hiện tại, thì nó sẽ hiển thị cho đến tất cả những người mà trong cái khu vực thành phố Hải Phòng của tôi. Tuổi thì tôi sẽ chọn từ 22 đến 40. Giới tính thì tôi để tất cả, ngôn ngữ thì tôi không chọn gì cả. Nếu mà các bạn chọn tiếng Việt thì nó sẽ hiển thị lên tất cả những người mà sử dụng Facebook bằng tiếng Việt thì sẽ nhìn thấy quảng cáo. Nhưng mà tôi thì tôi để ngôn ngữ, không để gì cả. Nhóm mục tiêu chi tiết thì cái này nó rất là phức tạp, thì các bạn có thể xem các cái video clip hướng dẫn trước của tôi về cái phần target về nhóm mục tiêu chi tiết. Tuy nhiên thì đối với cái bài quảng cáo này của tôi thì tôi hướng đến những người mà đang kinh doanh. Hướng đến những người đang kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh quần áo, thì tôi sẽ target ở đây là những người thích quần áo. Ở đấy tôi chọn quần áo này, tức là bài quảng cáo tôi sẽ hiển thị đến những người mà có sở thích là quần áo. Sau đó thì tôi sẽ ấn phần gợi ý để xem là Facebook nó sẽ gợi ý đến những cái người nào nữa. Thì đây tôi sẽ chọn thêm phụ kiện thời trang, tôi sẽ chọn thêm túi sách. Có thể là tôi sẽ chọn thêm giày, có thể sẽ thêm một cái nữa là đồng hồ đeo tay. Thì tôi sẽ, bài quảng cáo tôi sẽ hiển thị đến tất cả những người mà có sở thích là túi sách, sở thích là giày, sở thích là đồng hồ đeo tay, sở thích là phụ kiện thời trang và quần áo. Ok chưa? Tiếp theo thì đến phần kết nối thì tôi để nguyên. Phần vị trí quảng cáo thì tôi sẽ chọn phần chỉnh sửa vị trí quảng cáo này, và tôi sẽ bỏ đi phần video trong luồng, thì tôi bỏ đi vì bài quảng cáo này của tôi không phải là video. Bài viết tức thì tôi bỏ đi, video đề xuất cũng bỏ đi vì không phải là video. Marketplace tôi cũng bỏ đi. Phần tin thì tôi có thể để. Instagram thì tôi bỏ qua vì hiển thị trên Instagram thì nhiều người sẽ không có cái hành vi là click vào để xem quảng cáo.
Audience Network thì tôi để phần tự nhiên biểu ngữ chẳng giữa, còn phần video trong luồng thì tôi bỏ qua. Messenger thì tôi để trong phần hộp thư. Thế là ok rồi đúng không? Tiếp theo đến phần ngân sách hàng ngày thì các bạn nhìn nhé. Nếu mà tôi để ngân sách hàng ngày 100k thì các bạn sẽ nhìn thấy là số lượng người tiếp cận sẽ rơi vào từ 6.000, 6,7 nghìn đến 18.000. Đây là một con số cực kỳ lớn. Nếu các bạn chạy mục tiêu chiến dịch này mà là tương tác thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1,5 đến 3.000 người tiếp cận là cùng thôi. Nhưng mà các bạn chạy mục tiêu là số lượng người tiếp cận thì số lượng người tiếp cận nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Vì Facebook nó sẽ không hỗ trợ chúng ta cái việc là định hướng và tìm kiếm. Thế còn nó định hướng và tìm kiếm như nào thì các bạn xem cái video clip về phần chiến dịch quảng cáo tương tác thì các bạn sẽ rõ hơn. Ok chưa? Đây số người tiếp cận tiềm năng của tôi là 580.000 người. Đấy, ok. Tiếp theo một phần nữa là tối ưu phân phối cho phân phối quảng cáo thì tôi tự sẽ tối ưu cho số người tiếp cận. Ok. Còn đây là giới hạn tần suất, tức là mọi người có thể hiển thị, để tránh hiển thị quảng cáo cho mọi người quá thường xuyên thì tôi có thể giới hạn tần suất. Ví dụ tôi giới hạn tần suất là hai lần trong vòng 5 ngày chẳng hạn, tức là một người sẽ nhìn thấy hai lần trong vòng 5 ngày. Ok, còn các bạn có thể tùy, các bạn có thể chọn là 10 lần trong vòng một ngày cũng được, để cho cái quảng cáo của chúng ta nó đập đi đập lại một người để nó lưu lại cái sự hiện diện của thương hiệu của chúng ta trong một người. Tuy nhiên thì cái đấy thì trong cái chiến dịch quảng cáo này thì tôi không chọn, ví dụ tôi chọn là hai lần trong vòng 3 ngày đi. Đấy. Ok, sau khi chọn xong phần ngân sách và lịch chạy thì tôi sẽ ấn tiếp tục. Lúc này thì tôi sẽ chọn sử dụng bài viết có sẵn ở trên trang fanpage. Đấy, trang fanpage đây rồi. Và bây giờ tôi sẽ chỉ chọn bài thôi. Chọn bài viết thì các bạn kích vào đây để các bạn chọn bài viết. Chọn bài viết thì ví dụ cái bài đấy nó ở quá sâu thì tôi có thể mở trang fanpage của tôi ra. Mở trang fanpage ra. Và tôi sẽ tìm cái UID của bài viết đấy. Tôi tìm đến cái bài viết đấy. Đây, đây là fanpage mà tôi định chạy quảng cáo đây. Ok. Giả sử đây là cái bài mà tôi định chạy. Đây, cái bài này tôi định chạy đây. Khai giảng khóa 4 đấy. Đấy. Thì tôi sẽ kích vào cái dòng ngày tháng này. Kích vào đây. Kích vào đây thì các bạn nhìn lên trên cái đường link ở trên cái trình duyệt này thì các bạn sẽ copy cái dòng số này. Thì đây chính là số ID của bài viết. Thì các bạn quay lại cái trình quản lý quảng cáo nhé. Các bạn ấn vào nhập ID bài viết ở đây. Thì các bạn ấn vào đây này. Đấy, sau đó các bạn gửi. Thì Facebook nó sẽ tìm cho chúng ta ra tất cả ra cái bài viết này. Đấy, bài viết này mà nó sẽ hiển thị như này trên thiết bị di động này. Còn đây là trên máy tính này. Còn đây là trên Facebook Story này. Còn chèn giữa Audience Network này. Đấy. Đấy, đấy. Thì nó không thể tạo ở đây trước thì các bạn có thể ở trên hộp thư thì nó sẽ như này. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ ấn xác nhận. Khi xác nhận rồi thì Facebook nó sẽ chờ, nó xem xét các cái bài quảng cáo của chúng ta xem có vi phạm chính sách gì không. Nếu không vi phạm chính sách gì thì Facebook nó sẽ cho bài quảng cáo đấy của chúng ta được chạy. Đấy, thì các bạn nhìn nó mới thì nó đang ở chế độ là gì? Đang xem xét. Sau khi nó xem xét xong thì nó thấy không có vi phạm gì thì nó sẽ cho bài quảng cáo chúng ta chạy. Nó sẽ hiện lên cái chữ hoạt động giống như là các cái chiến dịch bên dưới tôi đang chạy đây. Ok chưa? Đấy. Thì đấy là cái toàn bộ cái hướng dẫn của tôi về cái setup một cái chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là tiếp cận. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể ấn đăng ký kênh của tôi và xem thêm các cái video hướng dẫn về các cái cách thức để setup chiến dịch theo các cái mục tiêu về tương tác, về tin nhắn, về xem video clip. Đấy. Thì đến đây tôi kết thúc cái video này. Chúc các bạn thành công và chào tạm biệt. Chào các bạn nha.